Lớn lên. Hello mọi người. Trăm tuổi ra đi. Đi từ hôm bữa rồi chứ đâu phải đi hôm nay đâu. Đi từ hôm bữa luôn. Anh ba trả tiền chưa chưa? Nhưng mà anh ba đưa lại mà. Anh ba sẽ đưa lại mà. Rồi nãy mới coi, em mới xem anh rẽ xe clip Vũng Tàu. Em nên bấm dừng rồi nói nha anh. Em thấy clip vừa phép anh rồi nói không được. Ok, Thất Nguyên ơi, cảm ơn em góp ý nha. Ok em. Thì nói chung là anh cũng có đọc thì nhiều bạn cũng góp ý như vậy. Thì ok, anh tiếp thu. Thì nói chung là cái gì mà anh em thấy không hài lòng, anh em thấy không vừa lòng thì anh em cứ góp ý. Được thì mình sẽ nghe anh em à. Sao hôm nay nhìn mày đen như bây giờ tôi vậy à? Chứ bình thường tôi có trắng đâu, không, tôi đen mà. Tôi đen mà anh em. Hôm nay có giáo án giáo dục sinh lý không anh? Trời ơi, muốn thì được thôi chứ. Anh là kiến thức, anh tiến sĩ mà, muốn thì được thôi. Mày nói nhiều quá. Reaction là phải nói nhiều chứ anh em. Anh em xin tôi chết được không? Được. Reaction á, là mình phải nói nhiều mà đéo hiểu sao cái clip reaction mà reaction cái vlog mà của lừa cái vlog mà anh ba đòn của tôi á, đéo hiểu sao có 16 phút mà tôi ngồi tôi nói hay sao mà tận 40 phút anh em. Kể trong đầu tôi nhiều ý quá, cái buộc tôi phải nói, nó buộc tôi phải nói, nhưng mà tôi nói được mà nói đúng mà. Hôm qua tôi ngồi tôi nói đúng mà. Kể như nó nhiều trong đầu tôi, nó nhiều cái ý để nó nhảy ra quá, nhảy số nhiều quá nên tôi buộc phải nói. Em có góp ý là anh nên câm mồm lại khi stream. Cái này anh đéo nghe được Lâm Chiến ơi. Tóc một nhanh thật á mọi người. Tí nữa mình like xong sẽ xong rồi mình ngủ giấc dậy là mình chạy qua bên chỗ kia mình cắt tóc lại quá. Chứ tóc mình giờ mình thấy không? Nó lĩa chĩa, nó chĩa nhìn như cái máu chứ nó phải đi cắt lại. Buộc phải cắt lại. Hết tóc trên rồi có hết dưới không anh? Trời ơi. Ở dưới anh cắt rồi. Ở dưới anh cắt rồi, anh cắt nó không lệch cái nào rồi. Thiết cao mét nhiêu vậy? Mét 8 nha. Thiết để tóc cũ đi kiếp, tóc cũ thấy đẹp trai hơn. Đẹp trai phát bôi hơn. Mà tóc cũ nhìn nó phát bôi. Anh em kêu phát bôi rồi mẹ mày nhìn nó gọi là nó trẻ con, phải có lồn. Thôi cắt tóc này nhìn cho nó lớn xíu. Tóc cũ nhìn thì mẹ mày phát bôi à. Anh em bảo tôi để tóc cũ nhìn phát bôi à. Được mẹ mày ép nhờ. Tôi đâu có phát bôi đâu. Tại vì anh em nhìn vậy thôi chứ tôi đâu có phát bôi đâu. Tóc này ngắn binh hơn, tóc này đẹp trai mà. Ok đại, ok bội ơi, cảm ơn mọi người. Anh nghĩ sao mà mối quan hệ đồng tính không nha em? Tóc cũ thì để thì hơi nóng thôi. Nó nóng mà gọi là nó nhiều lúc nó bất tiện lắm. Đi đá banh đó nha. Là anh em chạy á, là anh em cứ phải vuốt tóc thì mày cứ phải tém qua nó qua thôi. Chứ nó phủ trước cái con mắt mấy ông á. Nó cứ chỉa vô mắt mấy ông khó chịu lắm. Mỗi lần đá là tay phải mày kiểu như là phải vuốt qua như nè. Còn tóc này là mọi mày bừa luôn. Rồi mà tóc này mỗi lần tắm vậy là khỏi cần cầm máy sấy làm cái là nó khô. Còn tóc cũ là phải đứng sấy mày cỡ 3-4 phút sấy cho nó khô rồi mới đi xuống. Đó. Nói chung là tóc này rồi là cũng ok. Còn đi bẻ gương không kiết. Hết rồi, nghỉ rồi. Bẻ nữa là ổn xích á. Mà mùa này để tóc như kiết là chuẩn rồi chứ nóng phải lột. Ừ, nóng lắm. Em định hớt giống anh mà mẹ em không cho thì làm sao? Trời ơi, em lớn rồi em ơi. Em lớn rồi, em đi cắt tóc mà cũng mày ngăn cản nữa rồi. Trời ơi, sau này sao em làm được việc em? Con heo Sales có đá không? Không em, anh ba lùi lắm. Anh ba lâu tỷ năm anh ba mới đá một lần thôi, anh ba lùi lắm. Với lại cái giờ tụi tôi đá là cái giờ anh ba like nữa mà. Cái giờ tụi tôi đi đá là cái giờ anh ba like mà. Bây giờ anh ba mà đi đá thì anh ba ớt sao? Ớt thì anh ba cũng gọi là thiếu giờ, thiếu các thứ rồi nữa. Chứ nó không được. Bữa nào fan làm cái vlog bán vé số lấy tiền. Bán cho người nghèo. Nghe ý nghĩa quá giờ. Nghe ý nghĩa nha. Thay vì địt mày lấy cái tiền bán vé số đó cho người nghèo, mày tôi lấy thẳng cái tiền túi tôi cho cũng được. Nói thẳng ra là tôi cho cũng được. Nhưng mà tôi chưa có nên tôi không cho được. Kiếm đồng dao coi. Mày kiếm đồng dao coi. Tôi chưa có thì tôi không cho được. Chứ bây giờ tôi có rồi tôi cho rồi đó. Tôi mà đẹp mày mày cầm tầm mày mấy chục tỷ như anh ba rồi tôi đi cho rồi đó. Giờ tôi chưa có mấy chục tỷ nên tôi chưa cho được. Má tóc dài quá, nhìn trên cam nhìn tóc mà đủ má chán thiệt chứ. Xíu đi cắt liền luôn. Mà mấy nay trời nó nóng quá. Phải tầm 6 giờ anh em mới ra đường được. Chứ tầm 4 giờ, 5 giờ ra đường vẫn còn nóng. Ra đường mẹ mày nó như cái lò lửa. Phải tầm 6 giờ anh em mới ra đường mà cái tiệm cắt tóc đó là 7 giờ là nó đóng cửa. 7 giờ là tiệm cắt tóc đóng cửa. Em góp ý cho anh Chim bớt cười đi giết người đấy. Ủa anh cười bình thường mà.
Anh cười bình thường mà, có gì đâu giết người. Em đang set up kinh doanh tự túc, bán vé số dạo anh Kít từng bán cho em xin ít kinh nghiệm. Cứ bán thôi, vé số địch mà mày bán ế thì về đem về trả, trả đại lý xong. Cạo hai bên, tattoo thêm vài nét trên đầu cho nó cộp. Thôi, trẻ trâu quá chứ cộp gì, nhìn nó bá dơ rồi có. Lâu quá fan không làm vlog đời sống, hôm nào làm cái đi fan. Đang tính á, nói chung là nhiều lắm. Đang tính nè, làm vlog đá banh cho anh em nè, làm vlog nấu ăn nè, tính làm vlog nấu ăn luôn đó. Nhưng mà chỉ làm biến anh em, làm biến được mẹ mày, kiểu như đi đá banh cứ cầm cái máy quay quay quay, nó mất tự nhiên quá, nó không tự nhiên rồi đó, công việc quá rồi đủ má đi. Mình đi gọi là mình đi thể thao, mình đi gọi là đi chơi với anh em đồ mà đủ má cứ tay cứ lâm le cái điện thoại được mẹ mày quay 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 gì, nó mất tự nhiên lắm. Làm vlog làm biến thì được, vlog mà được mẹ mày nằm ngủ cả ngày được, được vlog nó cầm điện thoại để quay cả ngày ngủ được luôn. Vlog nó anh là binh luôn anh ơi, anh làm được mà. Vlog chăm rau sạch. Này em không xem hit like được, like vui vẻ nha, bye anh. Ok, ai qua ai ra, bye em. Hẹn em hôm khác nha. Lâu lâu chơi game khác đi kiếp chứ cầu hài ngán lắm. Mà game khác tôi chơi, nói chung là tôi chơi cũng có được tốt với lại nhiều. Nhiều anh em cũng không thích nữa, kiểu nhiều anh em cũng không thích. Anh em kiểu như anh em đến với mình là anh em thích ngồi xem mình chơi cờ để mà anh em khinh thôi à. 2-3 ngàn anh em vô cứ ngồi chờ mình chơi cờ để anh em khinh đó, anh em thích kiểu khinh vậy thôi, anh em thích khinh thôi. Chứ bây giờ chơi game khác anh em đâu khinh được đâu. Kit có skin care gì không? Không, gọi là tôi có cái chai sữa rửa mặt mà gọi là tôi thỉnh thoảng tôi mới rửa thôi. Bình thường tôi cũng rửa bằng nước cái tôi rọ, tôi rửa qua loa vậy xong cái tôi lau mặt thôi à. Chứ tôi không có mà gọi là skin care mà tẩy trang hay là điệp mẹ mày đắp mặt nạ hay là điệp mẹ mày lột mụn rồi cũng cắt gì cái mặt tôi, điệp mẹ mày nó sao tôi để vậy. Thì nhiều lúc cái mặt tôi cảm giác nó dơ dơ á, gọi là tôi đi ngoài đường về tôi cảm giác nó dơ dơ thì tôi mới chạy vào tôi lấy sữa rửa mặt ra tôi rửa thôi. Tôi rửa xong rồi mặt cái thôi, chứ tôi không có mà gọi là cái làm lồn cái mặt tôi đó. Sữa rửa mặt Nivea đúng không em, đúng không anh? Không em, anh dùng cái chai gì quên mất tiêu rồi. Cái chai gì mới nào mà cái dạng gel, cái dạng gel nhưng mà nó màu đen. Tại vì anh dùng sữa rửa mặt thì anh không thích dùng cái loại mà cái kia, cái gọi là cái dạng mà như Nivea Men á, cái gọi là nó cái dạng đó là cái dạng gì ta? Nó gọi là bùng khoáng, cái lồn gì mà nó bọt nhiều á, anh không thích dùng mấy đó. Anh dùng cái dạng gel nhưng mà cái dạng đó thì nó ít bọt lắm. Anh dùng ít bọt lắm nhưng mà gọi là nó sạch. Thì tay tình gel đâu, để anh xem thử có phải cái đó không, chứ anh không nhớ nữa. Địt mẹ mày, tay tình gel là cái hút địt mẹ mày, cái gel tăng nó sức vô cặt mà mấy ông lồn. Không phải cái này, tôi đâu cần dùng cái này. Của tôi đủ quá mà, hàng chất lượng đàng hoàng rồi, không cần cái đó. Má bị đòn nữa chứ, sáng sớm là bị đòn rồi. Để tôi nhìn, tôi cho anh em xem cái chai tôi đang dùng. Nó nhìn cái chai nó giống như vậy nè, mà không phải vậy, không phải chai này. Nó trong là nó màu đen, bên mất mẹ nó cái chai đó đâu rồi ta, nó màu đen đen. Gel rửa mặt, ông mẹ rồi. Nói chung là mấy anh em dùng nhiều, anh em dùng cái sữa rửa mặt, anh em dùng tùy theo cái da mặt mấy anh em mà nó như nào, nó nhờn hay là nó làm sao đó, anh em dùng hay là nó bóng cái nó nhờn hay là nó gọi là nó sao ta, nó dầu hay là cái gì đó, anh em dùng theo. Đúng mẹ, cái chai của tôi đã mất tiêu, tôi không nhớ mẹ nó, tôi dục tôi quăng ở trên lầu rồi thôi trời mẹ đi. Nhưng mà tôi dùng mà đại lại là cái dạng gel, thì tay tình gel. Người stream này làm được bao lâu nữa mà đòi làm tích góp nuôi gia đình, mà đòi làm tích góp nuôi gia đình về sau khi về hưu nữa, chứ đơn giản đâu mà đi mở bán cơm. Nói chung là nếu thôi nha là dư nhiều mình nó ngoài nó dư nhiều luôn á, mà trong khả năng của mình thì mình vẫn có thể mà mình gọi là mình từ thiện kiểu đó được. Nhưng mà hiện tại đối với mình là địch mày một cái hàng gọi là kiếm để đủ sống qua ngày thôi. Nói nhiều thì nó cũng không nhiều, mà nói ít thì nó cũng không đúng. Nói nhiều thì cũng không đúng, mà nói ít thì cũng không đúng. Nói chung là nó đủ để gọi là đủ sống.
đủ để gọi là có cái tiền để mà mình để dành, nói chung là sau này mình làm cái khác. Chứ nói cái nghề stream này bây giờ nói thẳng ra là nhiều thì cũng không nhiều đâu, nói như tôi có clear nhiều thì cũng không nhiều mà ít thì cũng không đúng đâu, gọi là vừa đủ. Alo một cái có ngay 100 triệu mà không nhiều, trời ơi, tích góp biết bao lâu mới được bao nhiêu đó tiền đó anh em ơi, chứ đâu ra mà địt mẹ mày đâu ra mà nó đùng một cái mà có sẵn vậy. Tích góp biết bao lâu mới được bao nhiêu đó tiền, kể chuyện về mối tình đầu đi anh. Thôi em ơi nói chung là cái mối tình đầu nó là một cái lồn vậy đó, gọi là nó bắt chip lắm em, gọi là nó qua rồi thì mình cho nó qua luôn đi, kể lại là mới lồn vậy. Ngày xưa anh đi học anh có ấn tượng với mấy quả quay qua quay lại mất bút cả phải cái lồn không? anh không có ấn tượng, mà tại vì anh tia của anh Toàn là anh gọi là anh sao ra cái đó gọi là anh đua của người ta không, mà cho nên anh cũng không có ấn tượng, anh thấy bình thường. Tại vì mấy cái pha đó là anh đua của người ta chứ người ta đâu có đua anh được, tại vì anh đi học địch mạng mẹ anh có cây viết, anh mất rồi thì anh đua lại của đứa khác thôi. Anh đi học anh cũng ít vương viết một bút á, đua của người ta không à. Anh mang dài size bao nhiêu? Size 39 đó. Nói thì anh em lại bảo mình địch mạng mẹ chưng con gái chứ mình size 39 mình size 39 với lại nếu mà tính size kia đó thì mình size 6.5 mọi người. Tự nhiên bây giờ thích đôi dài, anh em nói luôn thiệt chứ thích cái đôi dài này ghê á. Có anh em mà mình hảo tâm mà gọi là đôi dài ghê á. Nói chung là nếu mà làm thì đừng bao giờ mà để chỗ này. Tự nhiên bây giờ thấy cái đôi này thấy thích ghê á. Mà không phải đôi cổ cao này, đôi cổ thấp thôi. Hai mấy triệu. Hai mấy triệu hả ta? Đây à. Sticker. Nó đèn nhằn tay không hay là vài cây. Nhưng mà nói chung bất cứ thằng này thích nào cũng bao giờ để nhạc. Đó là nhạc kho, nhạc riêng của kênh đấy, giờ để nó. Mình thích đôi này ghê đó mọi người ơi. Không có để được. Tự nhiên thấy đôi này thích ghê đó mọi người ơi. Con bé nào gấp gạo ta? Nghe bảo Kiếp mua đôi Gucci rồi đúng không? Đôi Gucci gì hả Du Dây? Gucci là dài vậy em? Anh không biết đôi dài Gucci là đôi nào hết? Gucci là dài nào? À vậy nãy hả? Anh làm gì có tiền anh mua mấy đôi này? Mấy đôi này mấy đôi phát không có tiền, 4 triệu rưỡi là mấy đôi phát nè. Đây, vô Gucci. Anh làm gì có tiền mà anh mua mấy đôi này? Nói chết anh rồi. Thôi mọi người qua đây nè. Tiền đâu mà anh mua mấy đôi này? Chết anh rồi. Đây nè, nó nằm trong này nè đúng không? Này, mấy đôi này đúng không? Trời ơi, nhìn cũng thích, nhìn cũng đẹp. Nhưng mà anh thích đôi này 890 đô, điệt mẹ mày. 890 đô là chưa thuế. Thuế nữa là chắc cỡ dao động cỡ cho 40 đô nữa đi. Là tầm 940 đô, ít 22.7. Nó dao động ở cỡ 21 triệu. Nó dao động cỡ 21 triệu. 21 triệu. Mà cái này là cái giá gọi là mình mua ấy thôi nha. Mình mua qua seller nó dao động cỡ 23 triệu. Nhà dắt đào mua về đúng không? Anh làm gì có tiền anh mua vô di cứ vậy không chết anh rồi vô di ơi. Size 6.5. Rồi nó cỡ dao động của 890 đô. Luôn xưa rồi mà anh thì anh phàn lắm, anh không có mang mấy đôi này được mấy bé ơi. Nhưng mà anh thích. Anh thích đôi này thiệt, nhìn là anh cũng thích đó. Tại vô di nói nên anh mới biết đến cái Gucci này chứ anh còn bình thường anh còn không biết đó. Tại tự nhiên Du Di bảo vô, trời ơi, Kiết vô, Kiết nói mới mua đôi Du Di, đôi Gucci gì nè, anh mới biết đó chứ. Chứ bình thường anh mang mấy đôi này không à. Stan Smith. Bình thường anh mang mấy đôi này không à nè. Đó. Nè, anh có một đôi này. Đó, bình thường anh mang mấy đôi này thôi. Nó rẻ, nó hợp với túi tiền của tôi. Bữa ban cho anh ta 100 củ, giờ mất tiêu, sao không lấy cái tiền của mua giày đến Kiết. Nè, anh không có tiền, nếu mà anh có 100 củ anh cũng đâu không có dám bỏ tiền hay mấy triệu mà để anh mua một đôi dài đâu, anh nói thiệt. Anh mua đôi dài 20 mấy triệu nè, anh không dám. Tài khoản anh có 100 củ đó,
Bây giờ nghĩ sao mà mua đôi giày, anh đâu có đập kính mới lên được em. Anh đâu có đập kính mới lên được. Ốp quay 11 triệu mày xạo đồn không? Ốp quay AF1 ốp quay. Ốp quay. Ốp quay quay cái lồn mẹ mày gì vậy? Ốp quay. Đây. Trời ơi. Cái đôi này mà bây giờ nó lên tới tận 1.000 đô luôn hết trời. Lên. Trời ơi. Sao mắc dữ vậy? Phải lồn 1030 mà tính dao động mà cỡ thuế vô nữa, cái nào nó dao động cỡ 40 đô nó 1070 đô. Ít thêm 2.7 là nha, nó dao động cỡ 24 triệu đôi giày. Thiệt mẹ mày chưa? Thấy chưa? Mà không có. Ước thôi anh em ơi, chỉ nhìn thôi chứ không có tiền mua. Kiếp có đâu mọi người ơi, kiếp không có. Kiếp có là này nè. Cảm ơn Ngọc Hiền nha em. Mã sủa dơ 900 trừ 1.000 đô la Mỹ chỉ là số lẻ trong 1% lương mỗi tháng mà cứ lên. Trời ơi, nói dơ đệt mẹ mày chết chứ Ngọc Hiền ơi. Thật sao? Thôi Ngọc Hiền, đệt mẹ mày dừng lại tại đây được rồi Ngọc Hiền. Nói dơ quá. Kiếp có đôi này nè. Nè kích có đôi này nè, mua mà chưa mang bao giờ hết đó. Mua đôi này mà chưa mang bao giờ. Mua mà chưa mang đôi này bao giờ luôn. 450 đô à. 450 đô. Đôi này cũng đẹp. Chưa mang bao giờ luôn. Đôi này mua hôm kỳ mua hình như là có mua giác đào hình như là có 350 đô hay nhiêu á. 350 đô hay nhiêu á. Mua giác đào hồi hôm giác đào nó bán hình như đôi này là 350 hay là 250 đô gì không nhớ đâu, lâu quá. Mua năm ngoái luôn, mua một năm rồi đó mà chưa mang. Kiểu như tôi không thích đôi này, không phải là không thích đôi này, thích đôi này nhưng mà thích cái đôi kia hơn, nhưng mà đi toàn mang đôi kia thôi, không thích kiểu như chưa mang đôi này bao giờ. GA rồi ơi, đẹp mà mày mang chưa mang cái lồn hết, chưa GA chết rồi. Cảm ơn Thành Thắng nha. Thượng đỉnh thuê ăn mặc cười, bảo đảm bền lâu, giá chỉ 90k, mua thì liên hệ mình nhá. Lên file lớp mà xem, file lớp. Cái gì vậy vô gì ơi? Cái gì vậy vô gì ơi? Em bóp cái link gì vậy vô gì? Em bóp cái link gì vậy vô gì ơi? Anh chế em hẹt luôn á nha vô gì. Bây giờ trên này nó có Gucci không ta? Gucci. Sao lắc quá vậy? Ồ cái đôi này đẹp mà mày. Cái đôi này áo ma vậy? Cái đôi này 1.700 đô hả? Giá này hả, giá có giá sao lồn không mọi người? Giá này giá chuẩn không? Là lộ hết nè, chó lộ đâu, tôi làm gì có mấy đôi này mà lộ anh em. MLB mà đúng không? MLB mà sao mà cái giá nó tận 1.000 đâu, tôi đó, nói chung là tôi tại vì nãy vô Di nói anh mới biết đến cái thương hiệu Gucci này đó chứ. Hồi nãy vô Di nói anh mới biết tới cái thương hiệu Gucci này chứ, bình thường anh không có mang mấy này, anh không có biết. Anh không biết mấy cái này, anh chỉ mới được người ta đó. Tại vì tự nhiên vô Di nói cái anh tự nhiên thấy cái đôi này đẹp quá, anh thích đôi này luôn. Anh thích đôi này luôn. Chứ bình thường là anh đang thích đôi này thôi. Anh đang thích đôi này. Đó. Anh đang thích đôi này thôi. Anh đang thích đôi này, không biết có ai mà đến với mình được đôi này không nhờ. Vô Di đến với anh đôi này được không vô Di? Đôi này mang gì nó bình thường thôi. Bình thường. Size 6.5 nha em. Đôi Gucci Moi Seller bán tầm 12-13 cũ đó rồi. Đủ má mày ham rẻ mua vô rồi địt mẹ mày dính cái phốt. Dính cho cái đôi phát rồi địt mẹ mày lúc đó nhảy dựng lên. Lúc đó nhảy dựng lên. Địt mẹ mày. Đừng có tiếc tiền anh em đã, nếu mà anh em mua đồ á, anh em mua đồ hiệu á, anh em đã chấp nhận anh em bỏ cái số tiền ra
mười mấy triệu, 20 triệu, anh em thêm một xíu nữa, anh em mua cho nó một xíu nữa cho nó an toàn, đừng có mà tham rẻ, đã dám bỏ mười mấy triệu ra mà tham rẻ thì mày mặc cả. Đến giày thì cũng có đôi, còn anh kít thì có gì, đéo có không chặt gì hết em, trên ngăn dưới dái. Cảm ơn em nha Thắng. Ý của Kít là cảm ơn Hồng nha Hồng. Mày thích đôi này đôi kia thì chúng mày tự hiểu đi, chứ còn chần chờ cái lộn gì nữa mặt cười. Trời ơi Quốc Hùng ơi, khôn nhưng mà thật đó Quốc Hùng ơi. Cái đôi này được đó mọi người ơi, cái đôi này là binh đó nha. Đâu để mà copy cái số này coi. Bằng Việt Nam đồng. hai mốt triệu rồi, giá chưa thuế, có thuế vô nữa thì nó cỡ dao động cỡ 23 triệu. Gucci, cái đôi Gucci mà em post lên là tướng anh tặng anh mà, tướng anh tặng anh mà. Trời ơi đủ má chết với bà Gucci này, chưa bao giờ bà ngồi bà so với Facebook tôi. Anh khóa Facebook mình lại liền.